Điều gì đã xảy ra với một số người giàu nhất thế giới, người xuống tóc đi tu, người chuyên tâm thiền định? Có những đại gia bỏ lại cả khối tài sản khổng lồ hay con đường đầy danh vọng phía trước để tìm kiếm sự bình an trong cõi tu hành. Có người lại tìm đến thiền định và coi đó là chìa khóa quan trọng để đầu tư thành công. Triệu phú ngành nhựa Doshi, Ấn Độ từ bỏ gia tài hơn 2.000 tỷ để đi tu năm 2015. Triệu phú Hangolan Raghunath Doshi, người được mệnh danh vua ngành nhựa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định bỏ rơi đế chế kinh doanh trị giá 100 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, để trở thành môn đệ thứ 108 của tu sĩ Jaina giáo Viganratna Swaiswariyai Mahara. Theo Odity Central, quyết định của ông Doshi không phải là bốc đồng. Những bài giảng của Jain đã lôi kéo được tâm hồn Doshi từ năm 1982, nhưng gia đình ông gồm vợ, hai con trai và con gái luôn là lý do khiến Doshi lưỡng lự. Mãi đến năm 2014, họ mới động lòng và để cho triệu phú này được thỏa mong ước bấy lâu là trở thành nhà sư. Triệu phú Doshi sau 40 năm sống trong thành công và sang trọng, ông quyết định từ bỏ tất cả để đổi lấy cuộc sống giản dị, nghiêm khắc. Ông Doshi từng từ chối tham gia vào công việc kinh doanh đồ may mặc của bố mình vào những năm 1970. Thay vào đó, ông vay bố 30.000 rupee, 5.000 đô la Mỹ, để tự lập công ty buôn bán đồ nhựa ở Delhi. Sau 40 năm sống trong thành công và sang trọng, ông quyết định từ bỏ tất cả để đổi lấy cuộc sống giản dị, nghiêm khắc. Nghi lễ công nhận triệu phú Ấn Độ Doshi trở thành một nhà tu hành được diễn ra vô cùng tráng lệ tại quảng trường rộng 1 triệu mét vuông ở Ahmedabad, Gujarat với tổng chi phí 16 triệu đô la Mỹ, đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng. Lễ xuống tóc của Doshi diễn ra sang trọng, hoành tráng với một đám rước dài 7 km với sự tháp tùng của 1.000 tu sĩ, 12 xe ngựa, 9 con voi, 9 con lạc đà cùng đoàn nhạc sĩ. Tổng cộng khoảng 150.000 người đã đến tham dự. Ông Doshi thậm chí còn đặt 500 phòng khách sạn để người dân đến chứng kiến được nghỉ ngơi. Nhiều tiền mặt, đồng xu bằng vàng và chìa khóa xe hơi đã được ném vào đám đông người có mặt. Con trai độc nhất của tỷ phú giàu thứ 3 Malaysia từ bỏ sản nghiệp để xuất gia Ajahn Sirivanno, sinh năm 1971, là một trong những nhà tu hành uyên bác nổi tiếng của dòng Phật giáo Theravada, dòng Phật giáo cổ xưa, tại Thái Lan. Ngài cũng là con trai duy nhất của tỷ phú sinh năm 1938 người Malaysia, Ananda Krishnan. Theo thống kê đầu năm 2017, tỷ phú Ananda là người giàu thứ 3 tại Malaysia và luôn nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Hiện tại, ông đang sở hữu khối tài sản trị giá 6,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 263 người giàu thế giới. Theo tờ Bloomberg, Ajahn từng du học ở Anh và nói được tới 8 thứ tiếng. Nhưng tưởng cậu con trai duy nhất sẽ về thừa kế công việc kinh doanh của cha, nhưng không, Ajahn có những thay đổi về suy nghĩ lớn lao khi tham gia một khóa tu ngắn hạn tại quê mẹ, Thái Lan, năm 18 tuổi. Một bức ảnh hiếm hoi của cha con tỷ phú Ananda. Ajahn từng du học ở Anh và nói được 8 thứ tiếng. Năm 1995, Ajahn Sirivanno quyết định quy nơi cửa Phật. Sau hơn 20 năm tu hành, ngài đang là trụ trì tại một ngôi chùa ở Thái Lan. Vài năm trước, trong một buổi nói chuyện tại chùa Mahavihara, Malaysia, nhà sư Ajahn Sirivanno cho biết ông chưa bao giờ có ý định để trở thành một nhà sư cho tới khi ông được đến thăm và trò chuyện với thiền sư Ajahn Cha, một vị cao tăng nổi tiếng về pháp thiền trong Phật giáo Theravada. Sau lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất đó, tư tưởng của Ajahn Sirivanno đã thay đổi và ông quyết tâm lựa chọn con đường riêng cho bản thân, con đường đến với Phật giáo. Năm 1995, Ajahn Sirivanno quyết định quy nơi cửa Phật. Sau hơn 20 năm tu hành, ngài đang là trụ trì tại một ngôi chùa ở Thái Lan. Một câu chuyện được nhiều người kể lại là có lần tỷ phú Ananda muốn được ăn cơm cùng con nhưng ngài Ajahn nhất quyết từ chối vì đang đi khất thực. Theo dòng Phật giáo Theravada, mỗi nhà sư sẽ chỉ ăn duy nhất một bữa trong ngày và không ăn bất cứ thứ gì khác sau 12 giờ trưa. Ajahn Sirivanno được nhiều người biết đến hơn sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của người cha tỷ phú. Khi đó, ngài xuất hiện trong bộ cà sa giản dị, mang dép và xách một chiếc túi nhỏ, di chuyển bằng máy bay riêng của cha và nghỉ ngơi tại một khách sạn trang trọng ở Italy. Năm 2013, giới truyền thông cũng từng ghi lại được hình ảnh tỷ phú Ananda đến thăm con trai tại một ngôi chùa. Ông thu hút sự chú ý với chiếc xe BMW kép sang trọng cùng nhiều vệ sĩ. Tỷ phú được đưa tới một địa điểm rất sâu trong rừng,
nơi con trai ông đang có một cuộc trò chuyện tĩnh tâm với 60 người khác. Dù rất giàu có nhưng tỷ phú Ananda cũng là người sống khá khép kín. Thông tin đời tư của ông không xuất hiện nhiều trên báo chí. Sinh ra trong một gia đình nhập cư từ Sri Lanka, tỷ phú tốt nghiệp Đại học Harvard này đã kiếm được hàng triệu đô la Mỹ đầu tiên nhờ kinh doanh dầu mỏ, sau đó mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực truyền thông, vệ tinh, dầu khí, bất động sản. Ông cũng là một trong những giám đốc đầu tiên của đại gia dầu mỏ Petronas. Đầu tư thành công nhờ thiền siêu Việt, rèn luyện trí não, người sáng lập công ty đầu tư Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, tỷ phú Jay Dalio chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Thiền siêu Việt góp phần quan trọng cho sự thành công của tôi. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho bất kỳ ai. Trong những người thầy giảng dạy về thiền siêu Việt mà tôi từng biết thì có lẽ Bob Rother là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi ông ấy viết lên cuốn sách Trang In vô cùng ngắn gọn, sẽ hiểu về kỹ thuật thiền này. Bên cạnh đó, những lợi ích khoa học cùng những câu chuyện về con người người thực mà thiền siêu Việt đã góp phần làm thay đổi cuộc họ cũng được đề cập tới. Đó chính là sức mạnh trong tĩnh lặng. Trong cuốn sách Principles của vị tỷ phú này, ông đã tiết lộ rằng ông học được cách thiền siêu Việt sau khi những nghiên cứu về thiền siêu Việt của Vito nổi tiếng ở Ấn Độ vào năm 1968. Chính điều ấy đã giúp ông suy nghĩ một cách rõ ràng và sáng tạo hơn về kỹ thuật này. Tỷ phú Jay Dalio, người sáng lập công ty đầu tư Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, chia sẻ về thiền siêu Việt. Ông đã tiết lộ rằng ông học được cách thiền siêu Việt sau khi những nghiên cứu về thiền siêu Việt của Bito nổi tiếng ở Ấn Độ vào năm 1968. Chính điều ấy đã giúp ông suy nghĩ một cách rõ ràng và sáng tạo hơn về kỹ thuật này. Thiền siêu Việt, Transcendental Meditation, là kỹ thuật thiền luyện trí não làm tâm trí lắng đọng tới tầng sâu nhất, sâu hơn tiềm thức, nơi nguồn gốc sinh ra cả tiềm thức của con người, nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng của não. Bên cạnh đó, vì bộ não và cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau nên trong quá trình tâm trí tĩnh lặng, lắng xuống tầng sâu hơn và khi đạt đến trạng thái tĩnh lặng nhất thì cơ thể đạt tới trạng thái nghỉ ngơi sâu. Theo các chứng minh y học, khi cơ thể đạt tới trạng thái nghỉ ngơi sâu, hệ thần kinh tự động xua đi những gì là yếu tố ngoại bang xâm nhập vào cơ thể mà không phù hợp cho cơ thể, cho dù chúng đã tích tụ lâu và sâu trong cơ thể. Do vậy hệ thần kinh được trong sạch, cơ thể được khỏe mạnh. Đặng Lê Nguyên Vũ, 5 năm ẩn cư thiền định và chiến lược Trung Nguyên toàn độ gây kinh ngạc. Vào cuối năm 2013, ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm gần chục người tại núi Nrak, Đắk Lắk. Chia sẻ với báo chí vào thời điểm ấy, ông Vũ cho biết ông cần một khoảng thời gian tĩnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc trường chinh này chỉ là món nước mè đen. Nói về chuyện này, vợ ông là bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay, năm 2014, sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và nhịn ăn tại trang trại Đắk, ông Vũ có những biến đổi bất thường về sức khỏe, dẫn đến nhiều biến cố trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, ông Vũ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ở công ty và gia đình. Đặng Lê Nguyên Vũ, ảnh Tô Thanh Tân. Tuy nhiên, sau 5 năm lên núi Thiêng Đắk, thiền định, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ có mặt ở sự kiện kỷ niệm thành lập 22 năm tập đoàn Trung Nguyên và ra mắt hệ sản phẩm cà phê mới mang tên Trung Nguyên Legend vào tối ngày 16 tháng 6 vừa qua. Ông Vũ ăn vận như một tu sĩ, mặc áo dài đen, quần lĩnh trắng rộng, cổ quấn khăn rằn, hai tay chắp lưng. Ông tự xưng là Qua, gọi những người xung quanh là người anh em. Ông Vũ cho biết nhiều năm qua, ông đã hiểu hết đời sống nội tại, có thể kiến tạo sự hoàn hảo cho chính mình và cho từng gia đình của nhân viên mình, có thể cho cả quốc gia và thế giới này, có thể bằng mọi giải pháp, mọi thứ. Ông khẳng định sau 5 năm thiền định, ông đã có lời giải cho tất cả mọi câu hỏi trên thế giới này, đồng thời sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu, khác biệt và duy nhất toàn cầu. Một trang trong chiến lược Trung Nguyên toàn độ, ảnh, Internet, cuộc ly hôn của ông và vợ Lê Hoàng Diệp Thảo thu hút dư luận trong những ngày qua. Bút lục đáng chú về lời của Đặng Lê Nguyên Vũ: hãy tham khảo cuộc đời của người anh em Thích Ca, người anh em Giê-xu và đặc biệt là người anh em Mohammad để hiểu thêm về những sắp đặt tới của Đức Tối Cao Thượng Đế với thế gian. Bút lục số 56, Tòa án Nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng khuyên vợ nên rút khỏi các hoạt động kinh doanh, chỉ làm đúng thiên chức người vợ chăm sóc gia đình và cảnh báo vợ. Cảnh báo cô một lần nữa là từ sắc đẹp đến những số tiền mà cô có trong tài khoản sẽ tự nhiên biến mất với những lý do mà mọi hệ thống ở thế gian này đều không bao giờ biết. Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ làm trung tâm.
Hãy chấm dứt mọi chức vụ và cả những cổ phần mang tính biểu quyết hay giành quyền chi phối. Hãy quyết định gì gì đó như một biểu hiện dứt khoát của một người vợ lo chuyện hậu sự của một người chồng được chính Thượng Đế giao cho thiên mệnh. Chỉ có vậy em mới có ánh sáng và phúc lành sẽ đến. Còn tiền bạc hay những vật chất bất kỳ, em cần bất cứ gì và để dùng vào việc thiện lành thì hãy cứ dùng và cứ lấy. Em nên biết chồng em chỉ cần những gì thiện lành nhất. Chức vụ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực nếu nó không phụng sự cho việc thiện lành thì em nên nhớ chồng em luôn khinh bỉ và xem như cỏ rác, độc hại. Ha ha, 问什么的说呵。